bên kia Việt Nam kiểu gì nó cũng nói được hết. Nên cuối cùng phải học cái này nè: đừng nói lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với thằng ngu. Bây giờ vô lên trên mạng 5 năm mình biết dân mình nó bị nhồi sọ, nó là zombie, cho nên họ thường nói là I am religion á, tức là họ họ cứ nghĩ theo cái con coi phim I am religion á, thằng Will Smith á, thì dù cũng giống vậy, dù là không không có làm theo này, biết nó ngu cũng phải gán nó, nói cái nào khôn thôi. Chứ giờ nếu mà mình làm theo mấy cái câu này á là mình bỏ liều họ luôn không được, mới tiếp tục nói vẫn nói liều với thằng ngu. Giờ phải sửa lại câu này: đừng nói liều với thằng ngu, còn này là hả, nói nhiều với thằng ngu. Tâm của kẻ phàm phu không biết tu lại có đặc tính cố chấp, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, lúc nào cũng so sánh quá khứ với hiện tại và luôn khép chặt vào cái khổ. Đó là những kẻ phàm phu thời nay nó quá trời luôn, đồng lắm. Vì con người có cái xác phàm nên trước hết phải làm ăn kiếm tiền, lo gia đình, lo vợ con, lo chồng, lo cuộc sống, lo cái máy ấm, tổ ấm, cái nhà. Vì có người có linh hồn nên phải làm người. Tức là khi mình biết mình có linh hồn mình phải làm người đàng hoàng, đúng không? Ít nhất cũng giữ giới. Sao hết? Con người có thần thức. Chúng ta có thần thức không? Có, đúng không? Thần thức nó cũng cần phải lên lớp, phải có tiến bộ. Nên phải làm thần, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Đó là cái cuối cùng mình muốn nói chỗ này. Chúng ta đều có cái thần thức, có nghĩa là có cái chân thần mẹ cho, có cái trí khôn cha cho, thì chúng ta phải gán đọc kinh, ngồi thiền để mà chúng ta được thăng tiến. Chứ không phải mình biết mình có linh hồn mình chỉ làm người bình thường. Mình người bình thường lỡ kiếp sau á mình bị nghiệp, mình không làm người bình thường mà làm người tật nguyền mình sao? Hoặc là mình đầu thai vào những cái nước giống như bây giờ ở đầy biên giới của Mỹ với Mỹ nè, ngủ ngoài đó nắng mưa rồi bị mấy thằng băng đảng bắt cóc nữa, khổ lắm. Làm gì họ có, họ hiểu được những cái gì phụ đói, họ đâu có biết được đạo Phật đâu, họ đâu có kinh nghiệm, nhưng mà họ cũng rất là tội nghiệp, họ cũng phải khấn mỗi tối, họ buồn buồn á họ cũng phải cầu nguyện. Cầu ai? Cầu cha không à, thượng đế. Đa số họ đạo công giáo đúng không, họ đi từ miền Nam Mỹ họ lên, cũng là có anh em của chúng ta đó, chúng ta cũng có thể đầu thai làm người của họ bất cứ lúc nào khi mà mất cái xác phàm này. Hôm nay người Việt Nam có phước đầu thai làm người Việt Nam, có cái vụ là con của cha xuống đây nói tiếng Việt từ không biết nói lớp 4 dốt, mà bữa nay biết cũng ok, tạm tạm được phải không, không có giỏi nha, vẫn còn dở, nhưng mà cũng ít nhiều cũng biết là người Việt Nam có phước phải biết cảm ơn mới đúng. Có nhiều người nói anh sao anh không giảng pháp giống như mấy thầy trên mạng rồi nè, A Di Đà Phật, tôi chưa từng có cơ hội được mặc áo vàng, chưa từng đi tu, mà đã nói mình không phải là thầy tu rồi, cũng không phải thầy pháp, mà là người truyền tin thì phải làm đúng với tư cách người truyền tin để mình không có bị phạm thượng. Nhưng có một điều này họ không bao giờ họ ngờ, và tôi không có giảng kinh giỏi là Hoa Lăng Nghiêm hay là Hoa Nghiêm, tôi nói pháp chứ không phải giảng pháp. Nhưng mà cuộc đời tôi cuốn kinh là quý vị tự đọc, tham sân si bỏ hết, tài danh sắc thực thì cũng thời đụng là quỷ sát luôn, thì đó là một cuốn kinh sống đây nè. Nếu ai có hỏi cái đó thì phải ngồi nghiên cứu lại cái đó. Mình đã là cuốn kinh rồi, đọc hoài không hết, vậy mà còn kêu mình đi giảng kinh. Giảng kinh này giống cả triệu mấy ổng rồi, cần gì thêm một người nữa.
muốn á thì để mai mốt, chưa đến lúc bây giờ. Lúc bây giờ là làm gì cũng được nha, nhưng mà phải có lúc có giờ. Tôi là một cuốn kinh sống, các vị cứ tự nhiên từ từ đọc. Khi con người mà không còn tin cha tin mẹ, không còn tin một người tái sanh từ Do Thái, hôm nay tái sanh vô Việt Nam, họ không còn lòng tin nữa thì cái đạo nó suy đồi. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật Thích Ca lập đạo bên Ấn Độ, vì thời đó có ba lý do làm cho Phật giáo Ấn Độ bị suy đồi: tăng ni không làm đúng như lời Phật dạy, ngoại đạo đánh phá, thế là lúc thời đó đạo Hindu họ đòi đạo Hồi giáo đánh phá, theo triết lý không theo tín ngưỡng. Cứ nghe là đâu có ai mà thấy Phật thấy Chúa, người ta theo cái lòng tin thì người ta mới tu được. Mà cái lòng khi mà mấy con tin sư phụ là người tái sanh, tin cha tin mẹ, sư phụ gặp cha gặp mẹ thường, mấy con không có thiên nhãn thông, không có nhĩ thông, không có cảm ứng thông, mấy con không có gặp, thì mấy con phải tin sư phụ, thì mấy con tự phải có cảm ứng. Những lúc mà mình tu tập mình có cảm ứng chút chút, đúng không? Còn cái sư phụ thì khỏi nói rồi, tôi là thiệt là thiệt, sư phụ nói một lời nào là thiệt, đâu có cần phải đi nói mấy cái mà không có làm gì. Trên mạng này nó lưu truyền mấy cái video này rất là lâu á, nghìn năm. Vì có người theo cái triết lý, từ cái triết lý nó mới thành ra là bao nhiêu Phật tử tu gà gù gà gà, không có tin cha, không có tin thượng đế, không có tin Phật mẫu, không có tự đốt đuốc đi. Đạo Thiên Tâm là tự đốt đuốc đi, phải có bi chí dũng. Theo triết lý không theo tín ngưỡng. Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối của mọi Phật tử, mọi con chiên, người đạo Hồi có lòng tin, không hẳn là cần đích thân mình phải trải qua chứng nghiệm. Còn nếu không, nếu như không chứng nghiệm được là không tin, thì coi như đã mất hết tất cả cuộc đời tu tập. Hiểu không? Cái đó là quan trọng. Bây giờ nếu mà mình giống như kiểu mấy nhà khoa học nói, tôi không có tin anh là trên xuống, tôi cũng không có tin thượng đế, cho tôi thấy đi, cho tôi gặp ngài đi tôi mới tin. Nếu nói là vậy thì thôi, cả mất hết cả một đời tu tập bị đọa. Nhưng mà đa số thời nay ta đều đòi chứng nghiệm không à. không có ai mà không có chứng nghiệm, không tin hết. Bởi vì đời sống chúng ta rất là bận rộn, xô bồ. Mỗi ngày á, tâm trí chúng ta mà không có cứng không vững á, mình gặp một người xấu á, mình có thể là mất mát rất là lớn. Mất tiền bạc là chuyện nhỏ nha, nhiều khi mất luôn cả linh hồn nữa, mất gia đình nữa. Thì mỗi ngày các đệ tử mà đọc kinh hay là vô bàn thờ, không có giờ đọc kinh, chỉ phần đốt cây nhang trước khi đi ra đường, lái xe đi đâu á cũng gán vô bàn thờ đốt cây nhang rồi hả đi. Rồi mình đi về mình cũng đốt cây nhang, mình chào cha mẹ, rồi mình nói thưa cha mẹ con đi chợ, thưa cha mẹ con đi chút. Đại khái cứ ra vô đốt cây nhang, đốt ngày 3-4 lần cũng vậy. Rồi đừng quên câu khấn này nè: con nguyện mỗi ngày ra đường cho con gặp người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Mỗi ngày mà các đệ tử họ thiên mà khấn câu này á, mấy vị sẽ nhất định sẽ động lòng, sẽ giúp. Tại vì mình cả đời mình gặp 10 người tốt mà mình gặp một người xấu thôi là đời mình tàn nữa hết rồi. Không có hiểu không? À, cho nên rất là quan trọng gặp người xấu ngoài đường. Dụ đủ điều hết chứ. Làm đủ mọi chuyện. Cho con gặp ra đường người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Gặp thiện chí thức,
Trên thế gian này một người thành công lỗi lạc trong đời, nếu thứ nhất cái quy tắc đầu tiên phải đi tìm một người gọi là thiện trí thức thông minh, tại vì họ đã trải qua nhiều kinh nghiệm, họ sẽ chỉ một cái, còn hơn là cái mình dùng đầu óc của mình suy nghĩ hoài không ra. Những người làm ăn cũng vậy đó, là tại sao bữa có thằng mà PhD á, mà đến để mà nó xin advice, xin sư phụ chỉ, nó sư phụ chỉ một cái nó sáng mắt lên liền, dễ làm liền. Nhưng mở ra cái e chân đi, đó là quan trọng. Để mình mà mình muốn làm cái gì khác hơn cái nghề của mình phải có một người rất là giỏi về đời chỉ mình cái, biết cái đó là thắng hay bại liền. Còn mình mà đù đù ra mình bỏ 30.000, 50.000 mình cứ làm xong luôn. Giả sử nha, giả sử như mấy đứa bình thường mới ở Mỹ 5-3 năm hay là quá lâu cũng vậy, mở tiệm nail, hỏi sư phụ thu biết chỗ nào đắt chỗ nào không đắt. Mình nói giả sử nha, đi xuống Auckland mở tiệm nail đi, Mỹ đen nó vô nó thưa còn tốt ngày đó, thủ nó no liền, không có cho làm đó. Hụ biết hết, ở đây lực lệ hụ biết, nó rất thưa mình lắm, kiểu não cũng thưa, vô giả bộ nó vũa mạnh nó thưa, đẹp nó không có trả tiền nó cũng thưa. Hà ra phi trường mở à, vậy mà mấy con chưa để viên ngày nào cũng làm đẹp, phi trường không băng á, hai con mở ra con đắt, hay xuống Las Vegas hay là xuống Toronto mà phía bên west đó nghe, đừng bên east nghe, nó có hai khu. Trời, mấy con muốn làm gì hỏi cho bộ chỉ hết. Ví dụ mua nhà, mấy con đâu cần phải đi xa tới bên Houston hay là Dallas ở nhà rẻ, mà nó thể vô gần đây à Roosevelt 2 tiếng hay là Patterson hay Tracy vòng vòng đây thiếu gì, cũng vô San Jose được, vậy có 1 tiếng mấy hả? Mà ở đây Providence Cali rẻ hơn Houston biết nhiêu. Mà mình lời cái là lời khí hậu này nghe, mình lời cái là mình có cái Thiên Long Sơn đây nữa nghe, có nhiều chuyện lời lắm. Ở Cali á, nó có núi, có sông, có biển, có tuyết, nó có 3-4 thứ đó. Còn đi mua nhà bất cứ đâu phải coi chỗ nào có 4 thứ này, hộ đây cũng có nữa, 5 thứ luôn à. Có những tiểu bang nó không có 5 thứ đó đó, chỗ nào có hồ sông mà sông nước ngọt nha, Sacramento của mình này hồ trà trại tàu của lên hoài nước ngọt tắm đùng đùng luôn á. Có lên tới kia ngoài cái vịnh á, lên sông Pablo lên tới Pittsburgh tới Antioch á, là nước ngọt này. Rồi có sông tuyết, ở đây mình lên Lake Tahoe bao lâu, có 3 tiếng à, 3 tiếng rưỡi đúng không, tới Lake Tahoe có tuyết rồi không à. Chưa tính là mình có Reno nữa, 4 tiếng không? Nguyên cái casino khổng lồ á, mà đừng đánh bài nha, lên hết vui chơi ăn uống thôi. Giờ mình có biển. Đây mới bữa hộ chở đi mấy nhỏ đi biển, đi 17 mai á, đây lái có 1 tiếng 35 phút. Rồi mình đậu xe ở đây, mấy đứa nhỏ chơi với cát, xe van mà kiểu OV hộ á, mới từng rồi hộ đi à, gì cũng có hết, không cần đi xa. Còn đi mấy thành phố khác là không có mấy cái này. Ví dụ như mình đi New York đi, New York chưa chắc nó có xong, ta không biết bên đó làm sao. Trong miền Nam Cali đi, miền Nam Cali á, nó đâu có nó có núi, nhưng mà không phải núi như mình, núi mình có cây đồ nữa. Rồi miền Nam Cali á, là ở Orange OC á, là chỗ lý là Sài Gòn á, là họ đâu có sông, có cái biển không à, chứ tàu con chạy ở biển nó nguy hiểm đó. Còn này mình có cái San Juan Scope á, mình chạy trong nó không có sóng lớn, còn qua khỏi cầu Golden Gate á, sóng ghê lắm, chạy lên chút á, là nó là sông Sacramento á, cái river á, nó sẽ chạy lên tút trên Oregon được á, mấy tàu buôn nó đi được cái đường sông, phụ đi hoài mấy đường đó.
nguyện ra đường gặp người tốt tới gần, người xấu tránh xa, để mà mong nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp bàn môn tả đạo. À, cái đó cũng phải thời tiên nữa, nhưng mà cái đó là lâu thời được. Còn mỗi ngày á là con phải gặp người, phải không, thì phải gặp người tốt, đừng gặp người xấu là quan trọng. Tại cái lời mình khấn á nó sẽ đi theo mình một ngày, và đồng thời tự nhắc nhở mình luôn nữa. Linh hồn bất tử, thức nghiệp nghĩa là cái biết sẽ làm cho người thăng tiến hay thụt lùi. Cái tâm thiện thì về thiên đàng, tâm khởi vọng chấp si mê thì nhập cảnh địa ngục, tâm khởi vọng chấp trung nghĩa sẽ về làm thần hoặc thánh, tâm khởi yếu hèn thì nhập cảnh người. Hiền mà yếu hèn á, tức là không có trí, không có dũng á, cũng trở là làm người phàm lại. Tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh địa ngục đói khát, tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Tất cả đều là luân hồi trong lục đạo. Đó là tại sao á, mình thấy á, ngay lúc này thì thầy thường nhắc á nha, mình đừng á trọng tiền của. Có nhiều người lớn nhiều hơn tiền mình, nhưng mà họ không có mấy cái kiểu của mình sinh hoạt như vậy, họ không có hiểu về đạo lý, họ không có hiểu cái thần thức của họ sẽ đi về đâu, mục đích của mình là cái linh hồn mình đi về đâu, đúng không? Rồi chúng ta là họ thiên là như vậy. Còn ở ngoài kia đó, họ muốn biết là tối nay họ đi tiệc chỗ nào, họ ăn cái gì, rồi họ giàu có về tiền của họ đưa cho đứa con nào ngoan, rồi để phát